Quách Thái Sơn tâm sự buồn về Ngọc Miu, bạn gái chủ ma túy Hoàng Béo. Mới đây trên Facebook cá nhân của mình, ca sĩ Cao Thái Sơn đã bất ngờ chia sẻ những tâm sự của anh về Ngọc Miu, người từng đóng MV ca nhạc với mình ngày trước. Trước đây, Ngọc Miu, người tình của chủ ma túy Hoàng Béo đã từng xuất hiện trong hai MV Ngày Gặp Lại và Người Đi Nhặt Quá Khứ của nam ca sĩ. Ở đó, Cao Thái Sơn chia sẻ: "Thật đáng thương cho em khi vướng phải vòng lao lý. Một trong số ít những cô gái diễn viên xinh đẹp lại đáng yêu nhất quay hai video clip cho anh từ thời Con Đường Mưa. Lúc mời em quay, hỏi em giá cát-xê bao nhiêu. Em nói anh trả em bao nhiêu cũng được, anh rất trân trọng điều đó. Thế nhưng có lẽ cuộc sống đưa đẩy khiến cho số phận em lại không phải là màu hồng như thế. Ở góc độ nào đó, em vừa đáng thương vừa đáng trách. Có hai điều anh chưa kịp nói với em. Trong cuộc đời của một con người, làm gì thì làm, phải tránh xa hai thứ đó là sức khỏe và pháp luật. Anh luôn yêu quý em như anh đã từng, dù em có sai thì đó cũng là điều em không hề mong muốn. Hy vọng là mọi thứ thật tốt đẹp sẽ đến với em, đây mãi là kỷ niệm đẹp của anh và em." Trong chuyên án triệt phá đường dây ma túy của ông trùm Hoàng Béo, lực lượng công an đã phát hiện một số lượng ma túy lớn chưa từng thấy, gây chấn động dư luận. Trong những đối tượng bị cơ quan điều tra tạm giữ trong tập đoàn ma túy này có hot girl Vũ Hoàng Anh Ngọc, hay còn gọi là Ngọc Miu, bạn gái của ông trùm ma túy Hoàng Béo, đồng thời là người đẹp từng đóng cảnh tình tứ, là bạn gái trong nhiều MV của nhiều ca sĩ như Đan Trường, Cao Thái Sơn.